Ngày 8 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục đối với 3 công trình khu vực. 3 công trình khu vực này gồm hồ chứa nước Đắk Nơ Tin, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, đường Hồ Chí Minh tại km 1900+350, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa, khu vực sạt trượt ở Bon Bu Grab và Bon Bu Prang 1A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Trước đó, ngày 1 tháng 8, hồ chứa nước Đắk Nơ Tin phía đồi bên vai phải đập đất xuất hiện cung trượt lớn kéo dài khoảng 400 m từ hạ lưu tràn tới cống thoát nước số 1 đường tránh ngập, chiều cao cung trượt khoảng 30 m. Dưới ảnh hưởng của cung trượt này, áp lực đất bên phía đồi vai phải công trình tác động lớn, gây dịch chuyển bề mặt cầu qua tràn theo phương ngang, gây nứt vỡ bê tông mặt cầu, đường đỉnh đập và hai bên mái gia cố thượng hạ đập. Đến ngày 6 tháng 8, vết nứt cung trượt lớn nhất 30 cm, độ sụt đất tại một số vị trí sâu đến 60 cm, làm dịch chuyển cầu tràn 63 cm, gây mất ổn định công trình an toàn đập và vùng hạ du. Tại đoạn đường Hồ Chí Minh nói trên, ngày 2 tháng 8 xuất hiện các vết nứt rộng từ 1 đến 10 cm, tổng chiều dài khoảng 200 m. Đến ngày 7 tháng 8, các vết nứt gãy sạt trượt diễn biến phức tạp, chiều dài lớn nhất khoảng 400 m, chiều sâu khoảng 4,5 m, gây mất ổn định kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông tại khu vực, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân xung quanh. Đối với khu vực sạt trượt Bon Bu Grab và Bon Bu Prang 1A, ngày 1 tháng 8 đã xuất hiện các vết nứt gãy, tổng chiều dài khoảng 200 m. Đến ngày 7 tháng 8, diễn biến các vết nứt gãy phức tạp, tổng chiều dài khoảng 540 m. Các đường nứt trên địa bàn Bon Bu Grab đã kéo dài đến Bon Bu Prang 1A, cách chân đập thủy lợi Đắk Ké khoảng 300 m. Điều này gây mất ổn định kết cấu hạ tầng giao thông, nhà cửa, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông tại khu vực, an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân xung quanh. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đã cấm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm, đồng thời di dời toàn bộ các hộ dân chịu ảnh hưởng, tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ, quan trắc theo dõi và đánh giá diễn biến sự dịch chuyển để kịp thời xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo đối với hồ chứa nước Đắk Nơ Tin phải tính toán lại kịch bản vỡ đập, khảo sát, đưa ra phương án thoát nước, giảm thiểu sạt trượt đất tại vai phải công trình. Đối với đường Hồ Chí Minh, tổ chức phân luồng giao thông, tập trung xử lý dòng tụ thủy giáp công trình lên phương án thoát nước phù hợp. Đối với khu vực sạt trượt Bon Bu Grab và Bon Bu Prang 1A, cần hạn chế nước đổ về các vết nứt, xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời.